Tiêu chí của teamwork chính là sự phối hợp. Sự phối hợp ở đây không đòi hỏi các thành viên phải hoàn hảo giống nhau như những cỗ máy, bởi điều đó là không thể, mà chính nó là sự phát huy của những ưu điểm khác biệt của mỗi thành viên để tạo nên kết quả tổng thể. Điều này chứng tỏ khi làm việc nhóm, bạn phải đóng một vai trò nào đó dựa trên những ưu điểm của chính mình. Thế bạn đã nhận ra được những điều này hay chưa? Hãy cùng mình khám phá xem bạn là nhân vật nào trong teamwork nhé. Người lãnh đạo. Người lãnh đạo có vai trò trọng yếu và rất dễ nhận biết, đó chính là người khởi tạo quá trình teamwork, nhận ra vai trò của mỗi thành viên và cách nói họ với nhau, là người quyết định và quyết đoán. Hơn nữa, người lãnh đạo là người truyền cảm hứng. Nếu những hành động của bạn khiến mọi người làm nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, mơ tưởng nhiều hơn thì bạn chính là người lãnh đạo. Người sáng tạo. Tôi có một ý tưởng mới, là câu nói quen thuộc của nhân vật này. Người sáng tạo là người luôn có những ý tưởng mới, những cách làm mới. Người sáng tạo là người luôn đề cao những kỹ năng suy nghĩ sáng tạo, là người có tư duy phong phú, không thích bị giới hạn, ưa mạo hiểm, tò mò và đôi khi lập dị. Người thông thái, hay còn gọi là người biết tốt, đây là nhân vật có kiến thức uyên bác nhất và kinh nghiệm vững chắc nhất. Người thông thái luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích, họ có tầm nhìn xa và luôn quản trị được rủi ro. Nếu ý tưởng của người sáng tạo là khởi đầu, thì kiến thức của người thông thái sẽ trau chuốt nó. Người siêng năng là người luôn đảm bảo được tiến độ và luôn giữ lửa trong công việc. Người siêng năng là người có ý chí thép, kiên nhẫn và không bao giờ dừng lại cho tới khi công việc hoàn thành. Sẽ càng tốt nếu một thành viên sở hữu nhiều hơn một nhân tố và hơn cả là việc phát huy chúng một cách phối hợp và hiệu quả. Vậy bạn đã nhận ra mình là nhân vật nào trong teamwork chưa?